Cách ly thời Covid-19 là kỷ niệm khó quên nhất trong đời. Tiền giảm, cân nặng tăng, thu nhập ngắn lại, râu tóc dài ra. Hết cách ly rồi bà con ơi. Có F0 ở khu này đấy. Đừng lo. Đã có Bluezone, ứng dụng phát hiện tiếp xúc gần của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng chống Covid-19. Ứng dụng sẽ cảnh báo nếu bạn đã tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19, giảm thiểu các nguy cơ lây lan trong cộng đồng, đưa cuộc sống trở lại bình thường.